Đây là cái bảng dữ liệu chấm công của mình nhá. Thì nó sẽ theo, đây là mình đang nhóm theo từng mã ID user ID này. Thì đây là từng nhân viên. Rồi, thì nó sẽ có dữ liệu lịch sử chấm công của các bạn. Đây, nó sẽ có mấy cột này, thời gian cần check in này, là mặc định của hệ thống. Tức là mình set ở tender này là mấy giờ ông ấy phải check in check out. Là nó sẽ có ở đây, hai cột này. Và hệ thống nó sẽ tự động lưu ra cái thời gian thực tế mà ông ấy đã check in check out. Đây, ví dụ vào cái ngày này nhá. Ngày 19 tháng 4 này. Là ông check in vào lúc 17 giờ 21 và ngay sau đó thì ông check out đó luôn, thì nó sẽ lưu ra cái lịch sử của mình. Và đây là mình đã set thêm một cái công thức, lưu ý là cái cột này mình tự thêm nhé, mình set ra cái công thức để mình so sánh với cái hai cái này với nhau. Thì chỗ này mình đã cho nó dôi ra khoảng 15 phút đấy, 1 chia 24 chia 60 thì mình sẽ cho nó dôi ra một tí để nó sẽ thông báo là trễ hay là không trễ. Rồi, còn nếu không ấy, thực ra nó cũng có một cái đây này, kết quả check in này, cái này nó cũng là tự động từ hệ thống nhá, nó sẽ hiển thị ra đây, không cần chấm công. Nếu không có chấm công ấy thì tức là chỗ này các bạn ấy không cần đi làm, tức là hôm đấy là ngày nghỉ ấy. Ví dụ đây là mình có thể thấy là từ mùng 1 đến mùng 3 là mình nghỉ lễ nhá, đấy, còn cái thời gian này thì là bão nên là nó không có chấm công. Đây, còn ví dụ như như vậy này là chưa chấm công ấy, tức là mình sẽ không tính lương cái này. Cái này tự động từ hệ thống đấy, mình có thể chỉnh sửa cái thứ lại ở đây. Nhưng mà thường thì cái này mình sẽ không chỉnh sửa vì nó tự động từ hệ thống đổ về rồi. Mình chỉ cần quan tâm mấy cái này là ví dụ muộn này. Thì mình biết ngay, muộn rồi, 8 giờ 21 so với 8 giờ là muộn này. Đấy, thì thực tế là mình có thể tự động lấy từ cái này hoặc là từ cái công thức này cũng được. Nó sẽ khớp dựa trên cái check in so với cột mốc để mình kéo ở đây dễ này. Đây, hai cái này với nhau nhá. Và so sánh hai cái này với nhau thì tùy vào mình sẽ sử dụng IPL gì đấy thì nó sẽ nhảy ra được dữ liệu của mình. Sau đó thì mình sẽ thống kê này thôi. Có thể thống kê bằng cái cột hàm này hoặc là từ cái này vì nó tự động theo muộn này, cứ muộn là được đấy, thống kê là cái nào muộn đấy. Còn bình thường thì nó sẽ báo như vậy nhá, nó sẽ hiển thị màu xanh như vậy này là bình thường. Tức ví dụ như 7 giờ 56 ông thì check in, trong khi đấy ông thực tế không phải là 8 giờ đấy, như vậy là ok rồi. Và nó sẽ hiển thị thêm cả cái phương thức của các bạn nữa, ví dụ bạn check in bằng cái cách nào, tức là đây là mở, đang mở app ra để ấn nút này, còn cái này là tự động này đấy, cứ đến đúng giờ thì nó sẽ tự check out ra đấy. Tương tự vậy, như vậy với cả cái kết quả check out này cũng vậy nhá. Đấy, kết quả check in này, kết quả check out này sẽ hiển thị ở đây và hiển thị ở giao diện tiếng Việt bản cập nhật mùng 14 tháng 9 năm 2024. Thì đấy là một số cập nhật thông tin cho mọi người.